Vâng, xin chào tất cả các bác. Sau đây em test con Relatic STA 2001 gửi cho anh Đảng ở Bình Dương. Con này về các bác đánh với những dòng loa như bát lớn như là 30-40. Bát 40 đánh tuyệt vời luôn nha. Như những dòng loa mà 933, 955 này, hoặc là những dòng loa JBL bát 30-40. Những cặp loa như là 944-25 các bác khó tính đấy, thì bát 30 nhưng mà khó chịu thì các bác lựa chọn những con này. Tuy nó rất tầm tiền thôi, nó không đắt, nhưng nó là dòng khủng các bác, được trang bị hầu hết các tính năng cao cấp như những dòng âm ly của hãng khác, nhưng mà giá của ở cái logo này chúng ta sẽ nhận lại là nó giá nó hợp lý hơn, tuy chất âm bằng đắt bằng những cái con mà rất là đắt nha các bác. Con này hàng Mỹ điện 110 120, thì bên em còn một con 2001D nó đắt hơn 2 triệu nha. 2001D thì trước mắt thì nó y chang vậy thôi, nhưng mà nó nâng cấp về âm sách 600W nha các bác. 2001 và 2001D đều là 600W chạy 8 phần sách. Rất là khỏe, chỉnh bass mid treble luôn nha. Con này thì giá 17 triệu 5, em gửi cho bác ở Bình Dương. Bác nào mình có nhu cầu về con 2001D, em còn con 2001D nha. Hai con khủng long của Relatic. Đấy, chỉnh bass mid treble này, bass này. Bass này. Bass rất là sâu. Nhà mic này, nhà mic dễ lời ca sĩ các bạn. Tiếng gõ là rõ nét hơn. Ai các bác phê chưa? Hay là chưa có lo nét luôn nha. Đó, u tục tiếng bát. Các bạn thấy tiếng bát chưa sốc không? Tại vì nó công suất nó khỏe các bác, nên là nó nảy cái tiếng bát nó rất là chắc, chứ không như là rình rình. Cũng một cặp loa đó, nhưng mà các bác đánh cái âm ly khác thì nó ra trong tiếng khác. Thật sự con này nghe còn hay hơn cả 1050 của Billioner luôn nha các bác. Chưa nói con 2001D kìa. 1050. 1050 thì nó ở chung phân khúc với con này nha, nhưng mà nó giá khoảng 25 26 triệu. Nhưng mà với cái logo này các bác sẽ nhận lại nó đẹp hơn, nó có đồng hồ vô này và 8 con sò sắt và 600W. Chỉnh có chỉnh mic luôn nha, chứ còn con Billioner 1050 không có chỉnh mic nha các bác. Và thiết kế dòng này gọi là đẹp hơn rất là nhiều. Nói chung là quá hay các bác. Một con đây chỉ với 17 triệu 500 mà sở hữu một lực đánh rất là nảy mạnh. Bác nào có nhu cầu lấy con 2001D thì alo, một trong hai con khủng long của Relatic. Lưu ý nó là hàng Mỹ nha bác, 110 đến 120V.